Dạ, trong lời Chúa, trong Thi Thiên 47, Chúa có kêu gọi chúng ta. Im Psalm 47 ruft Gott uns. Hỡi các dân, các nước, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Klatschen die Hände, ihr Völker alle, jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall. Chúa chúng ta là đấng thắng. Unser Gott ist der Sieger. Trong tất cả mọi hoàn cảnh không bao giờ thua. Und in jeder Situation verliert nie. Nhưng mà sự thắng đó Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Und diesen Sieg schenkt auch seinem Volk. Sự đáng thắng đó sẽ ban cho chúng ta sự bình an và vui mừng. Dieser Sieg schenkt uns Frieden und Freude. Và chẳng có gì ích lợi hơn cho con người là chúng ta sống ngày trên đất này được bình an vui vẻ. Und es gibt nichts sinnvolleres als wenn wir mit Frieden und Freude in dieser Welt leben dürfen. Và làm lành trọn đời chúng ta. Und gute Werke tun. Tất cả chúng ta cùng giơ tay nhau lên. Nếu không ai có bệnh tật thì giơ tay lên. Wenn es euch gut geht, dann hebt eure Hände. Hai tay lên, chị em. Beide Hände. Vỗ tay, ca ngợi Chúa. Und klatscht und jubelt Gott zu. Halleluja, halleluja, halleluja. Rất đơn giản như vậy, nhưng mà Chúa ban chúng ta cái niềm vui trong những ngày chúng ta bước đi với Chúa ở trên đất này. Es ist manchmal ganz einfach, aber Gott schenkt uns in dieser Welt Freude. Trước khi vào việc nghe lời Chúa thì tôi có đặt ra một câu hỏi như thế này. Und bevor ich jetzt anfange, möchte ich euch eine Frage stellen. Và tôi cũng cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, nếu mà các bạn thanh niên trả lời được thì con sẽ có một cái phần thưởng nho nhỏ cho các bạn để là vui chung cho các bạn. Und ich habe gesagt, wenn die Jugendlichen diese Frage beantworten können, dann habe ich ein kleines Geschenk für euch. Chắc chắn là không khó. Chắc chắn là không khó. Es ist, glaube ich, nicht so schwer. Nhưng mà ai để tâm vào thì sẽ trả lời được. Aber wer aufpasst, der kann die Frage beantworten. Và phần thưởng thuộc về ban thanh niên. Und das Geschenk gehört der Jugend. Tôi không nói phần thưởng gì, nhưng mà Chúa, tôi hứa là tôi làm. Ich weiß, ich sag, verrate noch nicht was, aber ich verspreche es euch, dass ich das tun werde. Nên là tôi đưa ra một câu hỏi mà tôi có thể là các anh chị em, các cháu từ 35 tuổi trở xuống có thể trả lời. Und ich stelle eine Frage, die wahrscheinlich alle unter 35 Jahre beantworten können. Trả lời trong 10 câu. Und das sind 10 Fragen. Một trong 10 câu đúng là các bạn đã thắng. Und es reicht, wenn ihr eine Frage davon richtig beantwortet und habt ihr gewonnen. Câu hỏi chỉ có một, nhưng mà trả lời thì có 10 câu. Câu hỏi chỉ có một thôi. Es gibt nur eine Frage. Eine Frage. Ja, có 10 câu nhưng mà trả lời thì có 10 câu. Aber es gibt 10 Antworten. Nhưng mà chỉ cần đúng một câu là các bạn đã thắng. Aber ihr müsst nur eine Antwort von diesen 10 nennen. Trong đó là đặc tính của con cái Chúa là gì? Was ist die Eigenschaft eines Kind Gottes? Các bạn có thể trả lời được. Đặc tính của con cái Chúa là gì? Was ist eine Eigenschaft, Charaktereigenschaft eines Kind Gottes? À, có thể chúng ta không sợ nhầm vì trong 10 câu đó có thể đúng một câu không sao cả. Fürchtet euch nicht, weil ihr von diesen 10 Antworten wahrscheinlich eine richtig nennen könnt. Đặc tính của con cái Chúa là gì? Was ist die Eigenschaft von einem Kind Gottes? Nếu trong vòng 5 phút mà không trả lời thì coi như là thua. Wenn ihr innerhalb von 5 Minuten keine Antwort nennen könnt, dann habt ihr verloren. David. Nhumi. Okay, không sai. Sanftmut. Nhưng mà chưa đúng với điều mà tôi đặt ra. Es ist nicht falsch, aber noch nicht die Antwort, die tiếp ich hören möchte. Anh chị em. Cứ nói, chú thắng sẽ giải thích. Trinh. Tin nước chúa hàng sống. Der Glaube an Jesus Christus. Chưa đúng điều tôi đặt ra thôi, chứ vẫn không có sai trong lời Chúa. Es ist auch nicht falsch, aber nicht, noch nicht die Antwort, die ich hören wollte. Thế mà tôi cho 10 lần mà. Deswegen gebe ich euch ja 10 Versuche. Tiếp tục anh chị em. Yêu thương. Zu lieben. Chưa đúng. Ist auch noch nicht ganz korrekt. Cứ nói đi, anh chị em. Trung tín, không sai, nhưng mà chưa đúng với điều tôi nói. Treue, auch noch nicht falsch, aber nicht das, was ich hören möchte. Chưa đúng với điều tôi nói. So zu sein wie Jesus, auch noch nicht die Antwort, die ich hören möchte, aber auch nicht falsch. Chưa đúng trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh không ghi cái từ đó. Vì tôi không biết đó là cái gì hết. Tiếp tục chúng ta. Nhịn nhục, chưa đúng với điều tôi đặt ra. Geduldig, auch noch nicht. Chịu khổ, chưa đúng với điều tôi đặt ra. Zu leiden, auch noch nicht das, was ich hören wollte.
Bình an chưa đúng điều ta đặt ra. Frieden auch nicht. Cho hai người nữa. Ich gebe noch zwei die Chance. Nghe lời chưa đúng điều ta đặt ra. Auch noch nicht ganz die Antwort, die ich hören wollte. Câu hỏi là gì? Đặc tính của con cái Chúa là gì? Tất nhiên có nhiều đặc tính nhưng Chúa tôi nói đặt ra một cái điều thôi. Làm chứng nhân cho Chúa. Không đúng điều tôi đặt ra. Zeuge, auch noch nicht die Antwort, die ich so hören wollte. Một lần nữa chị em. Chưa đúng điều ta đặt ra. Ein guter Streiter von Jesus Christus. Chúng ta cảm ơn Chúa, chị em. Không sao cả. Ja. Wir danken Gott. Tôi, cái điều tôi muốn nói á. Was ich sagen wollte. Con cái Chúa một đặc tính là thờ phượng Đức Chúa Trời. Eigenschaft eines Kind Gottes ist, Anbeter zu sein. Tôi không sai, anh chị em không sai. Was ihr geantwortet habt, ist nicht falsch. Mà tôi muốn nói là cái điều mà tôi đặt ra để có liên quan đến sự thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Aber es sollte Einfluss oder einen Zusammenhang haben zu dem Gottesdienst heute. Nhưng mà tôi hứa với Chúa thì chắc là tôi sẽ không từ chối. Aber wenn ich was versprochen habe, dann werde ich das auch nicht welches einhalten. Có nghĩa phần thưởng vẫn thuộc về những người chăm chỉ đóng góp ý kiến để gây dựng công việc nhà Chúa. Denn die Belohnung gehört immer noch den Menschen, die bereit sind zu investieren für das Haus Gottes. Miễn là Chúa chúng ta được vinh hiển. Hauptsache unser Gott wird verherrlicht. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì trong lời Kinh Thánh thì Chúa cũng nói chúng ta rất là rõ. Und das Wort Gottes lässt uns ganz deutlich wissen. Cũng như ngày hôm qua đời tớ trẻ của Chúa có nói mà cũng đánh động trong lòng tôi và thực sự từ tối hôm qua đến hôm nay là tôi luôn luôn nhớ cái điều đó. Und wie unser junger Diener auch gestern gepredigt hatte und das habe ich darüber habe ich heute noch nachgedacht. Mỗi khi tôi cầu nguyện điều gì từ tối hôm qua đến sáng nay tôi à xin Chúa thương xót đời sống của con. Denn in allen Gebeten, die ich von gestern bis heute gesprochen habe, habe ich gesagt, Gott sei mir barmherzig. Có nghĩa là con làm gì, con có được ơn thể nào, con vẫn chỉ ở trong sự thương xót của Chúa mà thôi. Denn was ich tue, ich möchte dennoch in der Barmherzigkeit Gottes bleiben. Nói điều đó có ích lợi cho đời sống của tôi. Und das hat einen Wert, Sinn für mein Leben. Bởi vì hầu việc Chúa không biết là có được ơn hay không, nhưng mà nếu mà không khiêm nhường thì mình không có một cái điều gì hết. Denn wenn wir nicht demütig sind vor ihm, dann ist es alles umsonst. Nếu mà không khiêm nhường, Chúa ngoảnh mặt khỏi cái công việc của mình. Wenn wir nicht demütig sind, sind unsere Aufgaben umsonst. Khó nhọc, tùy con. Chăm chỉ tùy con. Không khiêm nhường, con không có điều gì hết. Dann kannst du noch so fleißig sein, wie du willst, aber ohne Demut bringt dir das nichts. Có một điều mà tôi cũng suy nghĩ đến ngày hôm qua, đời tới Chúa có đưa ra một cái ví dụ có thể xảy ra. Und gestern habe ich auch über dieses Beispiel nachgedacht, den der Diener Gottes gegeben hat. Có nghĩa là bởi vì người ta nhìn thấy ân điển của Chúa, một Đức Chúa Trời tốt lành. Denn Menschen sehen oft die Gnade Gottes und einen guten Gott. Chúa gọi những con người đến làm hầu việc Chúa từ những buổi đầu tiên, từ những giờ phút đầu tiên đến giờ phút gần chót. Gott ruft Menschen von der ersten Stunde an und auch von der bis zur letzten Stunde. Và bởi vì lúc đầu họ chưa hiểu ý của Chúa. Und weil sie am Anfang noch nicht den Willen Gottes verstanden haben. Vì họ là người rất muốn có việc làm mà không có việc làm. Weil das ja Menschen waren, die arbeiten wollten, aber keine Arbeit gefunden haben. Nên nhận được việc làm là mừng rồi. Aber sie waren deswegen darüber schon erfreut, dass sie überhaupt eine Arbeit gefunden haben. Nên là rất là tranh thủ thời gian để đi làm công cho người chủ đó. Und deswegen haben sie sich die Zeit genommen, um für diesen Herrn zu arbeiten. Để ước ao rằng đến cuối buổi thì sẽ nhận được cái đồng tiền để nuôi sống mình. Mit dem Wunsch, am Ende des Tages ihren Lohn zu erhalten, um fürs Leben sorgen zu können. Bởi vì nếu không cho, nếu Chúa không mượn vào làm á, đến một ngày mình không có tiền ăn, chắc chết đói mất. Denn wenn ihnen nicht die Arbeit gegeben worden ist, dann wird es eine Zeit geben, wo sie dann vielleicht verhungern müssen und sterben müssen. Nên được việc làm là mừng rồi. Deswegen waren sie wahrscheinlich schon erfreut, überhaupt eine Arbeit zu bekommen. Nhưng mà đáng tiếc thay rằng người ta để ý khi người ta lúc trả lương thì người ta lại để ý đến khi lúc trả lương thì những người họ lại để ý đến việc là trả lương xem có công bình hay không. Aber was sehr schade war, ist, dass bei der Bezahlung sie darauf geachtet haben, ob fair bezahlt wurde. Và người ta lại thấy rằng cái người đến làm việc trong giờ cuối cùng thì lại lương lại không thấp hơn mình.
Und dann haben sie gesehen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die haben nicht weniger verdient, nicht weniger Geld bekommen, als die zu Anfang dabei waren. Và người ta đã làm bầm, người ta trách Chúa, người ta ghen tị với người lân cận và người ta đã nói rằng Chúa như vậy là không công bình. Und deswegen haben sie geklagt, deswegen haben sie, waren sie neidisch und haben gesagt, dass der Gott, der Herr, nicht gerecht ist. Thì đại tứ chú cũng hỏi một câu mà tôi thấy rất là hay. Und da hat er eine Frage gestern gestellt, was ich sehr gut fand. Thế nếu ngày hôm nay mà Chúa cũng làm như vậy, wenn Gott heute genauso handeln würde, thì chắc rằng những cái giờ đầu thì không có ai đến cả. Wahrscheinlich wäre es dann so, dass zur ersten Stunde kein einziger Mensch dort anwesend wäre. Những giờ đầu đi chơi, dann würden sie mehr Spaß haben wollen. Đi làm theo ý riêng, nach ihrem eigenen Willen tun wollen. Sử dụng cái đời sống mình cho sự vui thỏa cuộc sống, không cần biết như thế nào hết. Ihr Leben so zu leben, ohne zu wissen, was passiert. Nhưng mà vì Chúa mình là nhân từ. Aber weil Gott ein gütiger Gott ist. Chúa mình làm ban ân điển cho những con người dù có đến muộn. Ein Gott, der Gnade schenkt auch dem, der zu spät kommt. Và đến giờ cuối cùng thì khi đầy người chủ đi ra thì thấy đầy người xếp hàng. Lúc đầu chẳng có ai mà lúc cuối gần cuối giờ đầy người xếp hàng và làm vườn. Und wenn Gott heute so handeln würde, wäre wahrscheinlich zur ersten Stunde niemand da, aber zur letzten Stunde wäre der Garten voll gewesen mit Arbeitern. Thực ra đấy là suy nghĩ của anh chị em chúng ta và những người ngày xưa, chính đời sống của tôi trong thế gian. Und das ist vielleicht so der menschliche Gedanke dahinter. Đó là sự khôn ngoan và toan tính của con người dại dột. Tôi nói con người dại dột. Die Weisheit der Menschen, in Gott aber eine Torheit. Đấy không phải là con người khôn. Und das ist keine Weisheit Gottes. Và con người đó, nó được mặc cái áo của thế gian. Und sie kleiden sich mit dem Gewand der Welt. Và con người đó mặc cái bản tính kiêu ngạo. Und sie tragen den Hochmut in sich. Con người đó bản tính ghen tị. Sie tragen den Neid in sich. Khó chịu bực bội với việc này việc khác, những việc mà mắt mình thấy không vừa cho ý riêng của mình. Und Zorn in sich, wenn sie etwas sehen, was ihnen nicht ganz gefällt, nach ihrem eigenen Augen. Nhưng mà đáng tiếc rằng họ không hiểu. Aber es ist sehr schade, dass sie nicht verstanden haben. Không có ai công bình như Chúa của chúng ta. Dass niemand so gerecht ist wie unser Gott. Vì chính Chúa dạy con người sống trong sự công bình. Weil Gott uns Menschen lehrt, in der Gerechtigkeit zu leben. Và Jesus Christ là tận cùng của luật pháp để xưng những kẻ tin Ngài là công bình. Und er bekennt die an ihn glauben als gerecht. Tôi muốn nói rằng con người không có sự công bình trong đó. Und was ich sagen möchte ist, dass wir Menschen diese Gerechtigkeit nicht in uns haben. Cách kiện cáo người này người khác nó chỉ là một cái bản tính ghen tị nó phát xuất chứ không phải là vì công bình. Dass wir einander anklagen, hat eher mehr damit zu tun, dass wir neidisch aufeinander sind, als dass wir Gerechtigkeit wollen. Thì tôi đang nói về cái sự dại dột của con người nghĩ như là cứ đến giờ cuối cùng làm việc mà vẫn được tiền, như vậy là khôn. Und ich spreche davon der Torheit der Welt, dass wenn Menschen denken, sie kommen zur letzten Stunde und würden sowieso die gleiche Belohnung erhalten wie die zur ersten. Kinh Thánh Chúa nói rằng tất cả những sự khôn ngoan của con người trong thế gian trước mặt Đức Chúa Trời là dồ dại. Und die Bibel lässt uns wissen, die Weisheit in den Augen der Menschen, der Welt, ist vor Gottes Augen eine Torheit. Chúng ta thấy bây giờ hàng tỷ con người, tôi nói hàng tỷ con người chứ không phải là hàng trăm hàng triệu. Und wir sehen Millionen von Menschen. Bao nhiêu người thế gian này bởi sự khôn ngoan riêng của mình. Viele Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Weisheit mà đi vào trong sự hư mất đời đời bởi vì không nhận biết Chúa. In die Verlorenheit gehen, weil sie Gott nicht erkennen. Không có cơ hội ăn năn tội lỗi của mình. Und nicht die Chance nutzen, Buße zu tun. Và làm tất cả những công việc khó nhọc rất nhiều điều nhưng mà cuối cùng không để lại cái điều gì cho chính riêng mình cả. Und sie strengen sich vielleicht an in ihren Werken, aber sie können nichts davon behalten. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Nhưng mà ân điển của Chúa, sự ban cho của Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ, aber đấy là sự sống đời đời. Die Gnade Gottes ist das ewige Leben. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng ta được nghe lời của Chúa giải bày để chúng ta sống thực sự, đó mới là khôn ngoan của Chúa. Und das ist der Grund, weswegen wir heute nach dem Wort Gottes gehen, weil das die Weisheit Gottes ist. Lại quay về vấn đề khôn dại mà tôi vừa nói lúc nãy. Und nochmal zurück zur Weisheit und Torheit. Cách đây rất lâu rồi tôi có nghe một người anh em con cái Chúa. Vor einiger Zeit habe ich einen Bruder in Gott gehört. Chắc là anh em cũng muốn chăn trở về con cái của mình. Und ich denke, er hat sich viel um seine Kinder gesorgt.
lớn rồi mà chưa ý thức trong cuộc sống. Sie waren schon älter, erwachsen, aber hatten noch nicht haben sich noch nicht so auf ihr Leben geachtet. Lớn rồi mà còn mải chơi mà chưa biết làm cái việc gì cho nó gọi là giống như là một người trưởng thành một tí. Sie hatten vielleicht noch viel, wollten noch vielleicht viel Spaß im Leben, aber waren noch nicht ganz reif. Anh em có nói một câu này mà tôi nhớ đến ngày hôm nay và ngày hôm nay tôi qua bài giảng thì tôi nhớ lại. Und der Bruder hat einen Satz gesagt und woran ich mich jetzt erinnere. Nếu mà một cái hãng xưởng nào mà nhận con tôi á đi làm không cần lấy tiền, tôi nuôi nó nhưng nó làm trong đó một thời gian, tôi cũng đồng ý, tôi vui mừng vì điều đó. Wenn eine Firma ihn annehmen würde, ihn nicht bezahlen würde und ihn nicht bezahlen würde, dann würde und ich ihn bezahlen würde, dann wäre ich selbst damit einverstanden. Tôi tin rằng trong anh chị em những người làm cha làm mẹ, chúng ta nhiều người rất hiểu cái điều đó. Und ich glaube, viele von uns Eltern verstehen das. Thực ra anh em đó chỉ muốn nói rằng là con cái nó được rèn tập trong sự tốt lành, nó có giờ giấc, nó giữ được một cái trật tự trong một cuộc sống, nó tốt hơn là những người con cái mà không biết giữ những điều đó. Was er eigentlich nur damit sagen wollte ist, dass er sich wünscht, dass seine Kinder mehr Disziplin bekommen und sich an Zeiten halten. Chúng ta thấy nhiều người ngày hôm nay, tôi nói ngay cả người lớn chứ không phải chỉ thanh niên. Und wir wissen es in der heutigen Zeit nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch den Erwachsenen. Giờ giấc không có giữ gìn gì cả. Halten wir uns oftmals wenig an Zeiten. Nhiều khi là đêm mới thức, ngày thì ngủ. Oft sind wir vielleicht nachts wach und am Tag schlafen. Thì tôi nói cái điều đó để anh chị em ra hiểu cái tâm tình đó. Und ich möchte es sagen, damit wir das verstehen. Cái việc mà tôi vừa hỏi về 10 cái câu trả lời đó. Und weswegen ich die Frage vorhin gestellt habe mit den 10 Antwortmöglichkeiten. Thì tôi cái điều đó cũng liên quan đến cái điều mà ngày hôm nay tôi muốn nhắc nhở Hội Thánh Chúa, vì Chúa muốn mặc chính Chúa cho đời sống của chúng ta. Und es hat auch damit zu tun, was ich heute sagen möchte, weil Gott möchte, dass wir ihn in unser Leben anziehen. Con cái của Chúa, của những người được cứu, của những người được hứa lên thiên đàng, có một phong cách, có một tính chất khác những người ở thế gian. Wir Menschen in Gott müssen uns unterscheiden von den Menschen dieser Welt. Đó là sự thờ phượng Chúa. Und ein Unterschied ist die Anbetung. Cái sự thờ phượng Chúa, đây là một sự vinh hiển vô cùng cao trọng mà Chúa lập ra cho những người trên đất này, những người tin vào Chúa, và điều đó Kinh Thánh nói rất rõ về thiên đàng của Chúa cũng có sự thờ phượng. Und eine die Anbetung ist eine große Herrlichkeit für uns Menschen, weil wir wissen, dass auch im Himmelreich angebetet wird. Và Kinh Thánh cũng chỉ cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta được thờ phượng Chúa, chúng ta được ca ngợi Chúa, chúng ta được tôn cao danh Chúa, đó là một ân điển mà Chúa ban cho con cái của Chúa. Und dass wir heute anbeten dürfen, ist eine Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Không có ai mà cố gắng đạo đức, sống luân lý đạo đức tốt của tổ phụ, của cha mẹ, rồi của chính đời sống của mình mà được hưởng cái điều đó. Niemand kann aufgrund seiner guten Leistung oder ein gutes Leben von ihm selber oder von den Vorfahren das für sich in Anspruch nehmen. Vì Kinh Thánh cho nói rõ rằng không ai có thể đủ cái sự thánh khiết để đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Weil kein Mensch von sich aus heilig genug ist, um vor Gott zu bestehen. Mặt trời dù có chiếu sáng thế nào, con người không thể đối diện được, nhưng mà nó chỉ là tạo vật của một đấng sáng đời đời mà thôi. Genauso wie der Mensch vor der Sonne nicht bestehen kann und was auch nur eine Schöpfung Gottes ist. Cái ánh sáng đó vô cùng và vô cùng êm dịu nữa. Aber das Licht Gottes ist einfach ewig. Chúa dành cho những người sau này, những người được mặc đấng Christ vào đời sống. Und für die bereitgehalten, die ihn anziehen in ihrem Leben. Nên trong sự thờ phượng thật mà Chúa muốn dạy con cái của Chúa. Und deswegen in der Anbetung möchte Gott uns lehren. Chúng ta thấy Kinh Thánh Chúa có nói về một cái bữa tiệc mà người chủ đã làm nên. In der Bibel wird von einem Festmahl gesprochen, den ein Herr gemacht hat. Chúa cho người chủ đó đến mời những người đáng ra được mời. Dieser Herr hat zunächst die Menschen eingeladen, die auch würdig waren eingeladen zu werden. Nhưng nhiều lý do ở thế gian này, nhiều cái điều mà ham muốn xác thịt mà họ từ chối đám tiệc đó. Aber diese Menschen haben aufgrund von verschiedenen Gründen, aufgrund von Begehren des Fleisches, diese Einladung abgelehnt. Và bởi vì họ từ chối đám tiệc nên Chúa nói rằng từ sau vậy những người đó không có quyền hưởng cái tiệc mà người chủ đã làm. Und weil sie es abgelehnt haben, hat der Herr gesagt, dass sie keinen Anspruch mehr haben, daran teilzunehmen.
Người chủ đó bèn sai cái đầy tớ ra ngoài đường, ra các hàng phố để tìm tất cả những người khác, những người nào có thể nghe được lời mời và đến dự tiệc đó. Und deswegen hat der Herr seine Diener hinausgeschickt, um die Menschen, um weitere andere Menschen zu suchen, die nach dieser Stimme, nach der Einladung hören, um diese mitzunehmen. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng bất kể người lành, người dữ đều được mời vào trong đó. Und die Bibel lässt uns wissen, sowohl die Guten als auch die Bösen wurden eingeladen zu diesem Festmahl. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay tôi và anh chị em trước mặt Chúa mình phải nói rằng con là người dữ cũng đã được mời vào bữa tiệc đó. Und wir danken Gott, denn heute dürfen wir sagen, dass wir selbst böse Menschen waren, aber wir auch heute zu dem Festmahl eingeladen werden. Con không thể nào có đủ tư cách, có đủ tiền để con có thể vào bữa tiệc một người chủ đó chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ich habe nichts dafür getan, kein Geld dafür bezahlen können, um hineinzukommen. Để hôm nay con được vào trong sự thờ phượng Chúa. Um in die Anbetung Gottes zu kommen. Con vui mừng và thực sự Chúa đã nhấc con từ những kẻ dữ ngày hôm nay được làm con của Chúa. Und ich freue mich, dass wir Menschen oder ich als böser Mensch heute in ihm sein darf. Được đứng trước mặt vinh hiển vô cùng của Chúa. Vor seinem Angesicht stehen darf. Một sự sáng vô tận của Chúa. Ein Licht, was ewig ist und hell ist. Một sự sống, một sự giàu có không bao giờ có ở trên đất này của Chúa. Ein Leben, ein Reichtum in ihm, was wir auf dieser Welt nicht finden. Một bữa tiệc thế gian này không bao giờ có như của Chúa ban cho con. Ein Festmahl, welches die Welt nicht bieten kann. Nhưng mà con được dự vào bữa tiệc đó. Aber ich darf heute dran teilnehmen. Và giờ phút này con cảm ơn Chúa, con đang được ngồi đây. Und heute danke ich Ihnen, dass ich hier sitzen darf. Nhưng mà trong bữa tiệc đó, đáng tiếc thay Kinh Thánh Chúa cũng nói. Aber auch was noch weiterhin schade ist. Có những người bước vào bữa tiệc mà không mặc áo lễ. Es gibt Menschen, die nehmen an diesem Festmahl teil, aber haben sich nicht dementsprechend gekleidet. Và Chúa nói rằng, hỡi con sao lại vào đây mà lại không mặc áo lễ? Und dann hat der Herr gesprochen, warum bist du hier, aber hast kein Festgewand an? Và người đó làm thinh. Người đó làm thinh, không nói năng gì cả. Und er hat keine Antwort darauf geben können. Kinh Thánh Chúa không nói là người đó thế nào. Die Bibel lässt sich genau wissen, was genau passiert ist mit den Menschen. Nhưng ngày hôm nay qua lời của Chúa, qua thái độ thờ phượng Chúa, chúng ta nhận biết người làm thinh đó là người thế nào. Aber heute wissen wir, was es bedeutet durch die Einstellung, mit der wir in den Gottesdienst gehen, in die Anbetung gehen. Tức là chúng ta hiểu, trong Thánh Linh của Chúa chúng ta hiểu điều Chúa muốn nói. Und im Heiligen, mit dem Heiligen Geist verstehen wir, was Gott uns sagen möchte. Muốn vào bữa tiệc. Um am Festmahl teilzunehmen. Nhưng mà không chịu chấp nhận những cái điều mà Chúa đòi hỏi. Oder am Festmahl teilnehmen wollen, aber nicht das tun wollen, was Gott möchte. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng người chủ đó đã sai trói đầy tớ đó. Und dieser Herr hat dann diesen Teilnehmer gefesselt. Và đã ném vào nơi mà có tiếng nghiến răng và khóc lóc. Und an einem Ort geworfen, wo es Weinen und Zähneklappern gab. Anh chị em, hội thánh của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Und die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes. Chúa dạy con cái Chúa không bao giờ tôi hoặc anh chị em là được thêm hoặc bớt gì lời của Chúa. Und Gott lehrt uns, dass wir nichts von seinem Wort herausnehmen dürfen oder hinzufügen dürfen. Vì lời Chúa được đảm bảo bằng sự chết của con Đức Chúa Trời, nó không bao giờ nó thay đổi. Weil sein Wort nicht verändert werden darf und besiegelt wurde durch den Tod Christi. Trời đất này sẽ qua đi nhưng mà lời ta không bao giờ qua, chính Chúa Giêsu đã phán vậy. Himmel und Erde werden vergehen, aber er selbst wird nicht vergehen. Ngày nay chúng ta được sein Wort wird nicht vergehen. Dự vào bữa tiệc của Chúa. Und heute dürfen wir an diesem Festmahl teilnehmen. Cái điều tôi muốn nói nhắc nhở và tôi đã từng nói rằng chừng nào mà Chúa cho tôi phép cơ hội nhắc nhở thì tôi sẽ nhắc cho đến ngày tôi gặp Chúa thì tôi thôi. Und ich möchte auch immer wieder daran erinnern, denn ich habe zu Gott gesagt, solange ich die Möglichkeit habe, möchte ich es tun. Sự yêu mến Chúa, sự bày tỏ tình yêu với Chúa rất là quan trọng. Gott zu lieben, seine Liebe Gott gegenüber zu offenbaren, ist sehr wichtig. Sự vui vẻ, sự gần gũi Chúa rất là quan trọng. Sich zu erfreuen, ihm nahe zu sein, ist sehr wichtig. Đôi lúc mình giống như con trẻ, mình nũng nịu với Chúa cũng không kém phần quan trọng. Giống như một con trẻ trước mặt cha của mình. Und auch wenn wir wie ein Kind
zu unseren Eltern gehen oder so vor Gott kommen, das ist auch wichtig. Nhưng mà về một cái sự lĩnh vực kính sợ Chúa thì tôi nói không thể nào thiếu được. Aber was nicht fehlen darf, ist die Ehrfurcht vor Gott. Nên trong Kinh Thánh Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Und deswegen ist Gott dem gegenüber barmherzig, die ihn ehrfürchtig sind. Nên là thực sự chúng ta thấy những ngày qua Hội Thánh Chúa, tôi cảm ơn Chúa là đúng thật Chúa ban cho một kỳ trại thật là tốt lành. Und deswegen danke ich auch Gott dafür, dass Gott uns bisher eine gesegnete Sommerkonferenz schenkt. Sự nhắc nhở của lời Chúa rất là rõ ràng, sáng sủa. Dass die Worte Gottes klar ausgesprochen worden sind, die Erinnerung, die Ermahnung klar ausgesprochen wurden. Nhưng mà lời Chúa vẫn dùng qua đầy các lời Chúa nói rằng hãy tỉnh thức anh chị em. Und deswegen haben wir auch immer wieder gehört, dass wir wachsam sein sollen. Hãy tỉnh thức trong đời sống của mình. Seid wachsam im Leben. Vì trong Kinh Thánh con nói chúng ta về những điều mà đầy tớ Chúa cũng từng nhắc nhở và rất nhiều người nhắc nhở. Denn wir haben in der Bibel wird oft davon gesprochen und auch die Diener Gottes haben das oft wiederholt. Vì ngày những hình ảnh ngày xưa những người mà đã bị hư mất trong cái tội lỗi của mình khi không vâng phục lời Chúa. Denn aufgrund der Verlorenheit vieler Menschen, die ungehorsam waren. Thực sự ngày những người đó không xấu hơn chúng ta. Und diese Menschen, die waren nicht unbedingt schlechter als wir heute. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa dùng nó để làm gương cho chúng ta là những người trong thế hệ sau của thế giới này. Aber die Bibel lässt uns all das wissen, damit wir heute das sehen können. Họ đã chịu thiệt để ngày nay chúng ta có những bài học. Dass die Niederlagen, die sie vielleicht erlitten haben, ist für uns heute eine Lehre. Chúa Giê-xu đã chịu chết để ngày hôm nay chúng ta tỉnh thức đời sống của mình. Jesus ist für uns gestorben, damit wir ein wachsames Leben führen können. Chính vì lẽ đó mà lời Chúa có nói một cái điều mà Chúa so sánh giữa dòng dõi ngày xưa và ngày hôm nay. Und deswegen wird davon gesprochen, dass die Generation von damals mit der heutigen vergleicht. Hai thành phố Sodom và Gomorrah ngày đó Kinh Thánh Chúa nói đã bị đốt trong lửa và diêm sinh. Von Sodom und Gomorra wurde gesprochen, dass sie zerstört wurde und verbrannt wurde. Đã bị phá hủy hoàn toàn. Komplett zerstört. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa cũng nói rõ cho cái dòng dõi ngày hôm nay chúng ta, nếu mà ngày đó lời Chúa được giao giảng giống như ngày hôm nay. Aber das Wort Gottes lässt uns wissen, wenn das Wort ausgesprochen wurde, damals so ausgesprochen wäre wie heute, thì hai thành phố Sodom và Gomorrah đó đã đội cho ăn năn từ lâu rồi. Dann hätten sie wahrscheinlich schon damals Buße getan. Chúa nói điều đó, Chúa so sánh điều đó. Und Gott vergleicht das. Nhưng ngày hôm nay chúng ta là những người mà đã sống trong thời kỳ Jesus Christ, con Đức Chúa Trời đã đổ huyết ra để nói rằng những lời Chúa là chân thật. Aber wir dürfen heute in der Zeit leben, wo Jesus sein Blut schon ausgegossen hat und wir von seinem Wort sprechen dürfen, dass es die Wahrheit ist. Những sự xảy ra sau này là chắc chắn. Die Geschehnisse, die kommen, wovon geschrieben wird, das ist sicher. Và Chúa cũng nói rằng ngày xưa người ta ăn uống, cưới gả, tiệc tùng, trồng cấy, cất dựng. Und der Bibel wird davon geschrieben, sie haben damals gegessen, getrunken, sich verheiratet. Mà cái thời đó lời Chúa được vang ra nhưng người ta không nghe và cuối cùng nước lụt đến lùa đi hết cả. Das Wort Gottes wurde ausgesprochen, sie haben es aber nicht gehört und deswegen kam die Sintflut und hat alles mitgerissen. Và Chúa nói rằng trời đất bây giờ cũng vậy, nó sẽ để dành cho lửa. Und auch heute wird davon gesprochen, diese Erde, diese Welt gehört, wird dem Feuer angehören. Lửa sẽ đốt nói trong ngày cuối cùng. Das Feuer wird es wird verbrennen bis zur letzten Zeit. Đất và mọi công trình trên đất sẽ bị phá hủy. Und alles in dieser Welt wird zerstört sein. Nhưng mà theo lời hứa của Chúa Giêsu Christ. Aber nach der Verheißung von Jesus Christus. Thì chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới. Warten wir auf einen neuen Himmel, auf eine neue Welt. Là nơi công bình ăn ở. Der Ort, wo wir leben dürfen. Là một nước vĩnh cửu không bao giờ qua đi. Der Ort, der ewig ist und niemals vergeht. Vua của chúng ta là Jesus Christ trị vì. Unser König ist Jesus, der dort regiert. Ngài là vua nhưng ngài cũng là cha của chúng ta trị vì anh chị em. Der König, der auch gleichzeitig unser Vater ist und regiert. Và chúng ta là những người đã được dự tiệc, đã được lời hứa đó là chắc chắn. Und wir, die wir an diesem Festmahl teilnehmen dürfen, für uns ist diese Verheißung sicher. Nhưng mà Chúa luôn dạy chúng ta hãy tỉnh thức. Aber Gott lehrt uns dabei, dass wir wachsam sein sollen. Vì Chúa biết rằng trong thế giới ngày nay còn một thế lực nó luôn luôn nó dình những kẻ ngủ mê hoặc ngủ say. Denn wir wissen, in dieser Welt gibt es noch eine dunkle Macht, die uns angreift, wenn wir verschlafen oder nicht wachsam sind. Mà nó cướp đi những điều quý trong Chúa. Und es stiehlt uns das Wertvolle in Gott. Và nó gieo sự chết vào trong con người đó. Und es sät den Tod in den Menschen.
Nó gieo tội lỗi với con người đó. Es sät die Sünde in den Menschen. Nó gieo sự kiêu ngạo, tranh cạnh với con người đó. Es sät den Hochmut in den Menschen. Và đến một ngày tất cả những điều đó nó tràn ngập cho con người đó. Und all das wird dann überflutet sein in einem Menschen. Thì âm mưu của ma quỷ đã thành công. Und dann ist die List des Teufels erfolgreich gewesen. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói rõ là Chúa không muốn cho một người nào hư mất. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass Gott nicht möchte, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Nên ngày hôm nay Hội Thánh Chúa có một bổn phận mà phải trả lời trước mặt Chúa cho đến ngày cuối cùng. Und deswegen haben wir als Gemeinde eine Verantwortung Gott gegenüber. Con phải là đầy tớ trung thành hay không? Bist du ein treuer Diener Gottes? Con là người hầu việc Chúa, là bổn phận là con hầu việc Chúa hay là con là người làm thuê hầu việc Chúa? Bist du schon ein Diener oder wurdest du nur bist du nur Có nghĩa là con không có trách nhiệm gì với gia đình của con cả. Oder hast du selber keine Verantwortung damit darüber? Con nói hay là con suy nghĩ hay là hành động, con cũng chẳng có ý thức về trách nhiệm điều đó có gì có tác động gì cho công việc của nhà Chúa không? In deinem Handeln, in deinem Reden, ob du eine Verantwortung im Haus Gottes trägst. Nên nhắc đi nhắc lại, lời Chúa tỉnh thức cho con cái của Chúa. Deswegen das Wort Gottes möchte, dass wir wachsam sind. Tôi nói không phải chỉ cho các anh chị em và các cháu. Und es gilt für nicht nur für euch. Trước mặt Chúa tôi nói rằng lời Chúa cho con. Sondern ich möchte auch sagen, das Wort Gottes gilt für mich. Con không thể nào nói khác được những điều mà Chúa dạy con. Und ich kann nichts anderes sagen als das, was Gott mir lehrt. Nếu con chưa làm được, Chúa tha tội cho con. Und wenn ich es noch nicht tun kann, dann vergib mir Gott. Nếu mà con làm được, con cảm ơn Chúa. Wenn ich es tun kann, dann danke ich Gott. Nhưng mà đời sống của con không được thêm và bớt vào lời của Chúa. Aber in meinem Leben darf ich das Wort Gottes nicht, dem nichts hinzufügen oder wegnehmen. Đặc biệt những ngày mà Chúa cái sự phán xét chưa đến. Und vor allem in der Zeit, wo das Gericht noch nicht da ist. Nếu Chúa hỏi tôi, con đã làm gì cho công việc của ta? Wenn Gott mir die Frage stellt, tue ich schon irgendwas für ihn? Thì cái điều tôi muốn nói rằng, tôi sẽ không im miệng, tôi không nín lặng để tôi bày tỏ sự ngang tàng của tôi. Dann möchte ich in einer solchen Situation nicht schweigen oder schweigen müssen. Sự cứng lòng của tôi. Aufgrund meiner Hartherzigkeit. Hoặc sự bất cần của tôi. Hoặc sự bất cần của tôi không cần gì hết. Oder ob ich eben auf nichts achte. Ai muốn nói gì thì nói. Und dass es mir egal ist und wer etwas sagen möchte, der kann es tun. Con cứ chơi. Und ich möchte meinen Spaß haben. Ai muốn kêu gọi thế nào, con cứ làm theo ý riêng của con. Wer mich beruft, das ist mir egal, ich möchte nach meinem eigenen Willen tun. Đó là một cuộc đời sống không phải là khôn ngoan, anh chị em. Und das ist ein Leben, das nicht weise ist. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì bởi vì chúng ta ngày hôm nay có 3 chương trình nên là tôi cũng chỉ kết thúc đúng giờ mà thôi. Mặc dù tôi muốn nói dài nhưng mà tôi không muốn tôi để ý cho cái giờ chính xác. Und da wir heute 3 Programme haben, möchte ich heute auch mich an die Zeit halten, nicht so viel sagen. Cái điều tôi muốn dùng vài lời Kinh Thánh để tôi nhắc nhở về lời của Chúa nhưng mà tôi cũng muốn ca ngợi Chúa trong lời của Chúa. Und ich möchte das Wort Gottes gebrauchen, um zu ermahnen, aber auch gleichzeitig um ihn zu loben. Chúa Giêsu Christ của chúng ta sau khi Chúa phục sinh, Chúa sống lại. Unser Jesus, nachdem er auferstanden ist. Chúa đã nói với các môn đồ của Chúa. Hat er zu seinen Jüngern gesagt. Những lời đã phán trước về ta. Das, was über mich gesprochen wurde. Trong các sách Môi-se. In den Büchern Moses. Trong các sách Tiên tri. In den Büchern der Propheten. Và trong các sách Thi thiên phải được ứng nghiệm. Oder in dem Psalm, das muss sich erfüllen. Và Kinh Thánh Chúa khẳng định rằng tất cả Kinh Thánh nói về Giê-xu Christ là Chúa, là Cha của chúng ta. Und in der ganzen Bibel wird von Jesus gesprochen, unseren Gott. Nên ai muốn tìm hiểu Cha của chúng ta, Chúa ta tốt lành là thế nào, chúng ta không thể tìm điều nào khác ngoài Kinh Thánh và những anh chị em, con cái Chúa ở trong Hội Thánh được. Und wer möchte, wer diesen Gott kennenlernen möchte, der so gut ist, der kann das nirgendwo anders finden als im Wort Gottes oder durch die Geschwister in der Gemeinde. Nên là điều mà tôi muốn nói rằng tôi sẽ dùng Thi Thiên 45 câu 1 và câu 2 để chúng ta cảm ơn Chúa. Und was ich, deswegen möchte ich das Wort Gottes gebrauchen. Trong đó nói rằng lòng tôi tràn đầy những lời tốt. Thi Thiên 45 câu 1 và câu 2. Psalm 45 Vers 1 und 2. Lòng tôi tràn đầy những lời tốt. Mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied.
Tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người. Du bist schöner als die Menschenkinder. Ân điển của Chúa Giêsu tràn qua môi của ngài. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho ngài đến đời đời. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Anh chị em, thật sự ngày trước đây khi mà chúng ta vẫn mặc những điều của thế gian. Und wir als wir noch die Gewänder der Welt angezogen haben. Mặc toàn điều tăm tối và trong điều tăm tối bản chất của nó là sự chết. Gekleidet noch mit der Dunkelheit und die Eigenschaften des Todes hat. Là cái sự hủy diệt sau này. Was eine Zerstörung sein wird. Chúng ta ngày xưa, tôi và anh chị em không có Chúa. Und ein Leben vorher, als wir Gott noch nicht hatten. Nói năng không cần kiểm soát. Dinge ausgesprochen, worauf wir nicht, wo wir uns nicht nachgedacht haben. Phần lớn là bày tỏ sự khoe mình trong đời sống. Oftmals war es so, dass wir es getan haben, um über sein eigenes Leben zu prahlen. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng, lấy cái sự xấu hổ mình làm vinh hiển cho mình. Und sie haben ihren eigenen Charme genutzt, um sich zu verherrlichen. Chúng ta thấy nhiều người, đặc biệt đàn ông, tự hào về cái mối quan hệ bậy bạ của mình. Oder wir hören davon, dass Männer vielleicht prahlen über ihre Beziehungen. Hay dùng tay chân để đánh người nọ, đàn áp người khác. Oder davon zu erzählen, dass sie ihre Hände und Füße gebrauchen, um jemanden zu schlagen. Hay là sống bậy bạ, kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Oder dass sie ein unvernünftiges Leben geführt haben, um mehr Geld zu verdienen als andere. Có rất nhiều điều tương tự như vậy. Tôi nói kể cả những người mà giàu ở trong tôn giáo. Und das betrifft auch viele Menschen, auch die vielleicht in der Religiosität leben. Những cái đạo đức luân lý của con người thực ra trước mặt Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự. Und aber wir dürfen wissen, dass Gott alles weiß. Nói tóm lại, đời sống con cái của đời sống chúng ta ngày xưa là đời sống tôi nói rất là đáng xấu hổ. Und was ich damit sagen möchte, ist unser Leben von damals ist ein Leben, wofür man sich schämen müsste. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta thử xét lòng của chúng ta mà xem. Aber heute danken wir Gott, wenn wir es nochmal prüfen. Những sự gian ác ngày xưa, sự bậy bạ ngày xưa, nó chạy đâu hết rồi Chúa? Das Böse von damals, wo ist es heute? Những cái âm mưu, cái sự xảo trá con người, nó đâu rồi Chúa? All die Listen, die wir hatten, wo sind sie geblieben? Cảm ơn Chúa quyền năng của chúng ta. Und wir dürfen diesen kraftvollen Gott danken. Jesus Christ đã chịu nhục nhã cho chúng ta. Jesus, der all diesen Scham auf sich genommen hat. Những tội lỗi đó Chúa đã không hổ thẹn, Chúa đã chịu lấy để Chúa nhận lấy cho đời sống của mình. All diese Sünden, unsere Sünden hat auf sich genommen. Đấng công bình đã thay cho kẻ không công bình như là chúng ta đây. Der Gerechte hat alles auf sich genommen von dem Ungerechten. Để ngày hôm nay đời sống ta có lời cảm ơn Chúa. Damit wir heute Worte des Dankes haben. Chúa ơi, con yêu ngài. Dass wir heute sagen dürfen, dass wir ihn lieben. Con yêu nước của ngài. Ich liebe dein Reich. Con biết rằng ngày những ngày trên đất này con làm nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Und ich weiß alles, was ich auf dieser Welt tue, es ist nur vorübergehend. Có thể nào rồi nó cũng qua đi. Und es wird irgendwann vergehen. Nhưng mà con biết rằng con đã được Chúa cho nhìn thấy một sự vinh quang đời đời của Chúa. Aber wir wissen oder uns wurde gezeigt ein Ort voller Herrlichkeit. Sự chết thuộc về Chúa Giêsu Christ. Der Tod gehörte Jesus an. Ngày hôm nay sự sống của con thuộc về sự phục sinh của Chúa. Und unser Leben heute gehört seiner Auferstehung an. Nên con rất là dạn dĩ để cảm ơn Chúa anh chị em. Und deswegen dürfen wir mutig sein, um ihn zu danken. Chúng ta không ngượng ngùng, không xấu hổ. Wir schämen uns dafür nicht. Vì bản chất của con cái Chúa, tính cách của con cái Chúa là như vậy là sự thờ phượng Chúa. Weil die Eigenschaft eines Kind Gottes ist die Anbetung. Chúa của chúng ta rất là đáng được ca ngợi và vinh hiển. Unser Gott ist es würdig, gepriesen zu sein, verherrlicht zu werden. Ngài được ca ngợi qua các thế hệ của chúng ta, từ những thế hệ nhỏ đến người lớn tuổi, người già. Gepriesen zu werden von den jüngeren Generationen bis zu den älteren Generationen. Chúa được ca ngợi bởi một em bé sinh ra. Gepriesen zu werden durch ein Kind, das neu geboren wurde. Chúa được ca ngợi bởi một người Chúa đưa về nước thiên đàng. Gepriesen zu werden von den Menschen, die Gott zu sich geholt hat.
Chúa được ca ngợi khi chúng ta cất tiếng cười, tiếng hát. Gepriesen zu werden durch unseren Lobpreis, durch unseren Gesang, durch unsere Freude. Nhưng mà Chúa vẫn được ca ngợi khi chúng ta bật tiếng khóc vì phải chia lìa xa cách. Und auch vielleicht durch unser Weinen, wenn man sich verabschiedet. Nhưng mà điều đó chỉ là tạm và nhẹ mà thôi, anh chị em. Aber all das ist vorübergehend. Người công bình sống bởi đức tin. Der Gerechte lebt durch den Glauben. Người công bình sống bởi hy vọng. Der Gerechte lebt mit Hoffnung. Mà đấng ban hy vọng cho chúng ta là đấng thành tín và công bình, Jesus Christ. Und der uns Hoffnung schenkt, ist gerecht und treu. Ngày xưa môi miệng chúng ta nó cứng, nó nói những lời bậy bạ. Unsere Münder haben früher vielleicht Dinge gesprochen, die nicht gut waren. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta thử nghĩ mà xem. Khi mà Thánh Linh Chúa đổ chúng ta, Hội Thánh Chúa hướng dẫn ta, chúng ta cứ muôn vàn lời ca ngợi Chúa. Aber lass uns heute mal überlegen, nachdem der Heilige Geist über uns ausgegossen worden ist, dass unsere Münder voll von Lobpreis sind. Anh chị em, nếu các cháu, nếu người nào mà thật chưa kinh nghiệm điều đó, mình thấy vẫn cứng cỏi trong si thờ phượng Chúa, hãy cầu xin Chúa anh chị em. Und wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der sollte dafür beten. Để thực sự cái lưỡi của chúng ta nó không phải lưỡi để uốn nói bậy nói dối. Damit unsere Zungen nicht dafür da sind, zu lügen oder schlecht zu reden. Nhưng mà lưỡi chúng ta nói những lời giống như ngòi viết của những người văn sĩ có tài. Aber unsere Zungen sollen beschrieben werden, wie wir gelesen haben, wie ein Griffel eines gewandten Schreibers. Tôi đã từng làm chứng và tôi ngày hôm nay tôi sẽ nhắc lại một điều nho nhỏ thôi. Und ich habe davon schon Zeugnis gegeben, ich möchte nur noch kurz wiederholen. Khi tôi mới đến với Chúa, tôi thấy nhìn thấy người ta hát ca ngợi Chúa. Als ich neu zu Gott gekommen bin, habe ich Menschen gesehen, die für ihn gesungen haben. Họ say sưa. Und sie waren vertieft darin. Họ say mê Chúa. Und sie waren einfach drin. Tôi muốn mở miệng mà thật sự tôi không mở miệng được. Und als ich dann versucht habe, meinen Mund dafür zu öffnen, konnte ich es nicht. Tôi phải nói là tôi biết có gì ở trong tôi đang ngăn cản tôi. Und ich wusste, irgendwas in mir hat mich daran gehindert. Chúa ơi, hãy ban cho con một tâm thần giống như người đang đứng trước con đây để con hát ca ngợi Ngài. Und ich habe gesagt, Gott, gib mir die Einstellung des Menschen vor mir, damit ich auch singen kann. Cảm ơn Chúa và sau này chính Chúa đã ban cho tôi một tâm thần cùng những con người đó để ca ngợi Chúa một cách tự do. Und ich danke Gott, denn danach konnte ich gemeinsam mit dieser Person ihn Lob singen. Rất là khổ tâm khi đến một đám hội thật là vui vẻ, thật là phước hạnh. Es ist sehr schade, wenn du in eine Gruppe kommst, wo es voller Segen ist, wo voller Freude ist. Người nào cũng tươi cười chào mừng một cách hớn hở mà mình thì lại bị bó buộc. Jeder Mensch lächelt und Freude hat und wir irgendwie wie gefesselt sind. Chúa ban cho chúng ta sự tự do. Gott schenkt uns die Freiheit. Chúa có quyền để giải phóng ta khỏi những ách nô lệ đó. Er hat die Macht, uns von dieser Sklaverei zu befreien. Vì Chúa là Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua. Weil er der Gott der Götter ist und der König der Könige. Chúa nói rằng ai mà có những điều nào khó khăn, hãy cầu xin đi. Und wer Schwierigkeiten hat, der kann bitten. Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Und der Gott wird es schenken. Và Ngài không của trách chúng ta đâu. Und er wird uns dafür nicht verurteilen. Chúng ta thấy đó là những điều mà chính đời sống tôi đã từng kinh nghiệm. Und das sind die Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Tại sao chúng ta không thấy mình bị thiệt thòi? Warum sehen wir das oftmals nicht? Không thiệt thòi mà khi người ta vui mà mình không được vui. Dass wenn andere Menschen sich freuen, wir diese Freude nicht haben können. Hay là mình nghĩ rằng họ công bình, mình không công bình, anh chị em? Oder denken wir, dass diese Menschen gerecht sind und wir nicht? Nếu mà ai nghĩ điều đó là ma quỷ đang lừa dối người đó. Und wenn wir diesen Gedanken haben, dann wissen wir, dass man belogen wird vom Teufel. Không có kẻ bất kể một người nào trên đất này nhờ sự công bình mà được ca ngợi Chúa đâu anh chị em. Denn niemand auf dieser Welt ist aufgrund der eigenen Gerechtigkeit fähig, Gott zu lob singen. Bởi ân điển của Chúa, bởi huyết Chúa Giêsu mà chúng ta được tự do mà thôi. Sondern alles durch Gnade, durch sein Blut sind wir gerecht. Kể cả những con người mà người ta nói là đạo đức nhất, kính sợ Chúa nhất thì cũng là trong ân điển của Chúa mà thôi. Und auch die Menschen, von denen gesprochen wird, dass sie vielleicht gut sind, alles passiert nur durch die Gnade Gottes. Một người công nhân đi làm trong vườn nho đó từ giờ đầu đến giờ cuối được một đồng đó, thực ra trong Kinh Thánh Chúa nói không xứng đáng. Und auch der Arbeiter, der zur ersten Stunde direkt anfing bis zur letzten und seinen Lohn bekommen hat, auch der war es nicht würdig. Nếu người nào mà nói là xứng đáng, người đó chưa hiểu về ân điển của Chúa. Wenn dieser Mensch davon spricht, dass er es würdig ist, dann hat er das Wort Gottes nicht verstanden.
Nếu người nào đến cuối cùng mà bảo ta cũng được một đồng như ngươi thì mà khoe mình điều đó không hiểu về ân điển của Chúa. Und auch der zur letzten Stunde kommt und davon prahlt, dass er genauso viel verdient hat wie der zur ersten Stunde, auch der hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Nói tóm lại, Chúa muốn con cái Chúa được sống trong ân điển của Chúa, vui mừng, vui vẻ và ca ngợi Chúa. Und Gott möchte, dass wir in seiner Gnade leben und mit Freude von ihm leben. Người nào hát ca ngợi Chúa một cách tự do, cách thông hiểu, luôn 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 thì những lời lầm bầm, oán trách, ganh tị nó sẽ phải mất đi. Wer Gott ständig lob singt und in ihm ist, der je mehr man ihn lob singt, desto weniger wird man Böses sprechen. Đó là quyền năng chính Chúa Giêsu ban cho những người hiểu biết ý muốn của Chúa. Das ist die Vollmacht, die Gott uns Menschen schenkt, die wir die Erkenntnis haben. Nói như vậy thì tôi thấy thật là dễ, anh chị em, thật là dễ. Und es klingt vielleicht einfach. Đúng vậy, thật là dễ cho những người mà có lòng ngay thẳng trước mặt Chúa. Und es ist auch einfach für die Menschen, die ein gerechtes Herz haben. À, Chúa ơi, vậy thì tại sao khi ca ngợi Chúa con không dám giơ tay? Und dann fragen wir uns vielleicht, warum kann ich im Lobpreis vielleicht meine Hand noch nicht heben? Lời hát rõ ràng, giờ con dâng đôi tay này để ca ngợi Ngài. Und wir singen davon, wir erheben unsere Hände zu ihm. Mà tay con kia. Und unsere Hände können nicht erhoben werden. Như vậy, thật ra anh chị em ạ, Chúa muốn mình vui vẻ. Aber Gott möchte, dass wir Freude haben. Chúa muốn mình phước hạnh. Gott möchte, dass wir gesegnet sind. Bông hoa nó rất đẹp. Eine Blume, die vielleicht sehr schön ist. Nhưng mà nó héo thì thà không có nó thì hơn. Aber wenn sie verwelkt, dann ist es manchmal sogar besser, wenn man diese gar nicht hatte. Anh chị em, Chúa muốn con cái Chúa vui vẻ. Gott möchte, dass wir Freude haben. Lưỡi mình mở ra để ca ngợi Chúa. Unsere Münder sich öffnen, um ihn zu lob singen. Tôi nói điều đó, tôi không có ý của trách bất kể một ai cả. Und ich möchte damit auch niemanden verurteilen. Nhưng nếu mà được khuyên dục thì đó là trách nhiệm của con cái Chúa. Aber es ist unsere Verantwortung zu sprechen, für andere Menschen auszusprechen. Vì điều đó là ích lợi cho cá nhân, cho gia đình và cho hội thánh của Chúa. Weil es einen Nutzen hat für die Familie Gottes. Chúa Giêsu của chúng ta, Kinh Thánh Chúa nói đẹp hơn hết thảy con trai của loài người. Und wir lesen davon, dass unser Gott Jesus schöner ist als alles andere. Ngày nay có ai đi khoe gì về vẻ đẹp của mình? Wenn jemand heute von irgendeiner Schönheit prahlt. Nhưng mà chúng ta biết không có ai đẹp như Chúa của chúng ta. Dann wissen wir, niemand ist so schön wie unser Jesus. Và đẹp như Chúa của chúng ta, nhưng mà không phải Chúa đẹp một mình. Und diese Schönheit von Jesus, Chúa lại muốn mang cái vẻ đẹp đó để chúng ta cũng được hưởng nữa. Die trägt er sich nicht nur für sich alleine, sondern er wünscht sich, dass wir ihn annehmen und auch diese Schönheit in uns tragen. Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp không có ai đẹp được như chúng ta. So dass wir eine Schönheit in uns haben dürfen, die unvergleichbar ist. Đó là chúng ta mặc chính Chúa vào đời sống của chúng ta. Weil wir Jesus in unser Leben anziehen. Chúng ta nói lời tốt lành. Wir sprechen gute Dinge. Nói lời ca ngợi Chúa. Oder Loblieder. Nói lời của sự hòa bình. Oder Lieder von Frieden. Nói lời của sự yêu thương và hòa thuận. Worte der Liebe. Ngay cả lúc khó khăn nhất thì chúng ta vẫn có thể khích lệ những người khác. Hãy yêu mến Chúa bạn ơi. So dass auch wir in schwierigen Situationen ermutigen können, Gott zu lieben. Nên là Chúa của chúng ta đẹp và Chúa muốn ban vẻ đẹp đó cho chúng ta. Unser Gott ist schön und er möchte, dass wir auch diese Schönheit in uns tragen. Và Kinh Thánh Chúa nói, ân điển tràn qua môi của Ngài. Und das Wort Gottes lässt uns wissen, dass seine Gnade über unsere Lippen fließt. Lời Chúa luôn luôn nâng đỡ những kẻ mệt mỏi và những người ngã lòng. Und sein Wort erbaut die Schwachen. Ngài an ủi tất cả những con người ở tất cả các thế hệ. Es tröstet alle Menschen von allen Generationen. Kể cả những lúc mà con người khó khăn nhất về thân thể. Selbst wenn Menschen in den schwierigsten Situationen sind. Vì chúng ta biết rằng cái sự an ủi của Chúa, cái ân điển của Chúa ban chúng ta nó không chỉ những ngày trên đất này. Weil sein Trost, seine Gnade nicht nur für diese Welt gilt. Nhưng mà còn đến đời đời nữa. Sondern bis in Ewigkeit. Chúng ta yêu đời sống của chúng ta, đúng. Wir lieben unser Leben vielleicht, das ist auch richtig. Chúng ta yêu những người khó khăn bệnh tật, đúng. Wir lieben die Menschen
um uns herum, die Schwierigkeiten haben. Chúa cảm thông với nhiều người, không sai. Wir haben Verständnis für Menschen um uns. Nhưng mà Chúa vẫn yêu những người đó hơn chúng ta. Aber was wir verstehen dürfen ist, Gott liebt diese Menschen noch mehr als wir. Chúa cảm thông với người đó hơn chúng ta. Unser Gott hat noch mehr Verständnis dafür, als wir es haben können. Chính vì đó mà Chúa qua tình yêu của Chúa, bằng sự chết của Chúa, chúng ta hiểu được rằng, Chúa ơi, việc của con ngày hôm nay là ca ngợi Chúa. Und durch seine Offenbarung, dass er ans Kreuz für uns Menschen gegangen ist, ist unsere Aufgabe heute, ihn zu anbeten. Con nên nói những điều con cần nói. Und ich sage Dinge, die ich sagen soll. Và Chúa ơi, những cái điều mà ngày xưa Chúa lột bỏ cho con. Und alles, was Altes in mir, das soll er von mir nehmen. Để ngày hôm nay con sống mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời, thì môi miệng của con cũng luôn nói những lời tốt lành. Und dass durch den ganzen Segen, den Gott uns gegeben hat, wir gute Dinge aussprechen. Tại sao đời sống của tôi ngày xưa tôi phiền muộn với đời sống riêng của tôi là tại sao mình luôn gặp những sự nguy hiểm, luôn gặp những cái sự tai họa không may mắn trong cuộc sống. Wir haben oft uns vielleicht die Frage gestellt, warum treffe ich auf all diese Gefahren? Warum habe ich kein Glück in meinem Leben? Sau này tôi mới hiểu rằng tại miệng tôi nó làm hại tôi. Und später habe ich verstanden aufgrund meines Mundes, dass mir selber schadet. Nhưng mà từ ngày tôi tin vào Chúa, tôi bảo cảm ơn Chúa, bây giờ con mới hiểu. Aber đúng là nước Chúa là nước phước hạnh. Nachdem ich Gott angenommen habe, habe ich verstanden, dass der Ort bei ihm, sein Reich, ein segenvoller Ort. Từ ngày con tin Chúa, con được bao nhiêu điều mà ngày trước con không bao giờ con có cả. Das was ich heute in ihm empfangen darf, das hatte ich früher nicht. Nên là Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta phước lành nó ra từ miệng lưỡi của chúng ta. Und deswegen dürfen wir wissen, dass der Segen durch unsere Münder fließen kann. Lòng chúng ta đầy dẫy lời biết ơn Chúa, lời ca tụng Chúa, thì miệng chúng ta cũng nói những lời tốt lành. Wenn unser Herz voll erfüllt ist von ihm, von seinem Segen, dann werden unsere Münder das auch aussprechen. Để chúng ta hưởng được ân điển của Chúa. Damit wir seine Gnade empfangen dürfen. Ngày hôm nay chúng ta học đọc lời Chúa từ Timôthê thứ 2, từ câu 2. Und vorhin haben wir gelesen im 2. Timotheus. Chúa dạy chúng ta câu 1. Vậy hỡi con hãy cậy ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình nên mạnh mẽ. Und im ersten Vers, den wir gelesen haben, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Chúng ta cần thông hiểu lẽ thật của Chúa. Wir müssen die Wahrheit Gottes verstehen. Con được tự do ca ngợi Chúa, anh em con được tự do, con nhớ là bởi ân điển của Chúa chúng con. Vì ân được ân điển của Chúa mà chúng con ca ngợi Ngài. Wir sind frei geworden durch seine Gnade und dadurch dürfen wir ihn heute lobpreisen. Con đứng lên, con phá hủy tất cả những sự mặc cảm, tự ti mà ngày xưa con không hiểu, con đã bị như vậy. Und ich stehe auf und ich darf alles ablegen, was ich früher vielleicht nicht verstanden habe. Con nghĩ rằng con là kẻ có tội nên con không xứng đáng. Und ich habe gedacht, ich bin Sünder und bin es nicht würdig. Ân điển của Chúa đã tha thứ cho con, ngày hôm nay con phải đứng lên để ca ngợi Chúa. Aber die Gnade Gottes hat mir vergeben und heute darf ich aufstehen. Để con bước vào vườn nho của Chúa để con hầu việc Ngài. Damit ich in seinen Weingarten treten darf, um ihn dienen kann. Để con trở thành người khôn ngoan trước mặt Chúa. Damit ich als weiser Mensch vor ihm gelte. Và sự khôn ngoan đó sẽ có ích cho chính mình con. Und diese Weisheit einen Nutzen für mein Leben hat. Và nếu con nhạo báng điều đó, ắt con phải gánh lấy điều đó. Und wenn ich es nicht tue, dann werde ich es selbst tragen müssen. Con đứng lên để con ca ngợi Ngài. Aber ich stehe auf, um ihn zu lobsingen. Quá khứ của con thực sự nó không đẹp. Die Vergangenheit von mir war vielleicht nicht schön. Huyết Chúa Giêsu đã đổ ra để xưng công bình cho con. Aber das Blut Jesu wurde ausgegossen, damit ich gerecht geheißen werde. Con ca ngợi Ngài, không xấu hổ. Und ich preise ihn dafür und schäme mich nicht. Và con tin rằng Chúa không khinh rẻ con. Und ich glaube daran, dass Gott mich dafür nicht achtet. Và con tin rằng khi con kính trọng Chúa thì người khác cũng kính trọng con. Und ich glaube daran, dass wenn ich Gott ehre, dann werden auch andere Menschen mich ehren. Và lời Chúa cũng nói rằng tất cả những điều đó, tất cả những cái sự dạy dỗ của Chúa đó, con hãy lưu truyền lại. Und Gott lehrt uns all diese Lehren, die sollen wir behalten, weitergeben. Hãy giao cho những người trung thành và có tài dạy dỗ kẻ khác trong câu 2. Menschen, das was wir gehört haben, das vertrauen wir den treuen Menschen an, die fähig sind, das auch andere zu lehren. Chúa cần những người trung thành với lời của Chúa. Gott braucht treue Menschen in seinem Wort. Không trung thành không làm được việc của Chúa. Mit Untreue werden wir seine Werke nicht tun können. Vì Chúa của chúng ta, bản chất của Chúa là trung tín và chân thật. Denn seine Eigenschaft ist Treue. Và Chúa kêu gọi chúng ta
Hãy chịu khổ, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Und sein Wort schreibt uns: Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Chúa là Chúa, Chúa là Vua, mà tại sao Chúa lại kêu gọi con cái Chúa vào chịu khổ? Er ist Gott, er ist König. Warum ruft er uns dazu auf, mit ihm zu leiden? Giêsu Christ đã là một tấm gương cho chúng ta. Jesus Christus ist ein Vorbild für uns. Trước khi Ngài vào sự vinh hiển đời đời, bevor er in die Herrlichkeit ging, thì Ngài đã chịu khốn khó hơn tất cả mọi người. Hat er mehr Leid erlebt als alle anderen Menschen. Để ngày hôm nay con cái của Chúa hiểu được ý Chúa, bước theo lời Chúa là con cái của sự khôn ngoan. Damit wir, die wir heute nach auf seinem Wegen wandeln, als weise Menschen gelten. Khi một người ra trận không lấy việc đời lụy mình. Jemand, der in den Kampf geht, der nimmt nicht die Welt. Bước với Chúa, Kinh Thánh Chúa nói là ai mà cầm cày mà còn ngó lại thì không đáng. Dass wir mit ihm wandeln und uns nicht umdrehen. Ai mà muốn theo Chúa mà không vác thập tự giá theo Chúa thì không đáng. Wer ihm folgen möchte, aber das Kreuz nicht trägt, der ist es nicht würdig. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta đừng ngại. Kẻ nào hầu việc ta, Cha ta ắt tôn quý người. Aber Gott wird die ehren und schätzen, die ihm dienen. Kẻ nào hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban phước cho gia đình của người đó. Die, die ihm dienen, den wird Gott segnen und seine Familie. Con cái của các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ và sự bình an của con cái ngươi sẽ là lớn. Die Kinder werden gelehrt werden und der Frieden wird groß sein. Chúa không bao giờ để lời Chúa bị khinh rẻ. Gott lässt es nicht zu, dass sein, dass er hält sein Wort ein. Vì Chúa đã làm và Chúa sẽ còn làm cho chúng ta. Denn er tut und er wird noch weiterhin tun. Đừng để những đời này nó chúng ta bị lệ thuộc. Lass es nicht zu, dass wir von der Welt beeinflusst werden. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng ngay cả cái đời này những người thi đấu trong diễn trường mà có nhảy xa nhưng mà dẫm vào cái vạch cấm thì người đó vẫn là thua cuộc. Und wir wissen auch in einem Wettkampf, wenn es zu einem Sprung, Weitsprung kommt und man die Linie übertritt, dann hat man dennoch und auch weit springt, hat man dennoch verloren. Và Kinh Thánh Chúa nói rõ rằng giống như người nông dân trước đã khó nhọc thì trước nhất thâu được hoa lợi. Oder auch von dem Landwirt, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng người nào theo Chúa mà xác định lấy niềm vui rèn tập mình, người đó được niềm vui trong sự khó khăn của mình. Und wer mit ihm geht, sich in der Freude sich übt, der wird, và đó là niềm vui thật ở trong Chúa Giêsu Christ. Eine wahre Freude in sich tragen. Và Kinh Thánh Chúa hứa rằng hãy hiểu điều ta nói với con. Und Gott spricht, dass wir sein Wort verstehen sollen. Chúa sẽ ban sự khôn ngoan để con có thể xử lý trong mọi sự. Und er wird uns Weisheit schenken in jeder Situation. Sự khôn ngoan ở trong hội thánh Chúa là vô cùng tận anh chị em. Und diese Weisheit zu haben ist wichtig. Ngày hôm nay nó còn nhiều điều chúng ta thấy là nó chưa đầy đủ đâu, không bao giờ đầy đủ được. Und es wird vielleicht auch nie genug sein. Nhưng mà nó là nguồn vô tận mà chính Chúa đổ xuống hội thánh của Chúa. Aber er wird weiterhin ausgießen über seine Gemeinde. Nhưng mà điều nếu chúng ta chưa trung tín được việc nhỏ, làm sao chúng ta làm được việc lớn? Aber wenn wir noch nicht treu in den kleinen Dingen sind, wie können wir treu in großen Dingen sein? Nếu hội thánh Chúa ngày hôm nay mà còn nhiều người bước vào hội thánh Chúa mà không mặc áo lễ, làm sao chúng ta có thể thêm được nhiều công việc khác được? Wenn wir in sein Haus gehen, aber noch nicht seine Festgewänder tragen, ihn noch nicht angezogen haben, wie können wir seine Werke tun? Phải chăng Chúa muốn cả hội thánh Chúa được vui mừng bình an? Aber Gott wünscht sich für uns als ganze Gemeinde, dass wir Freude und Frieden haben. Phải chăng Chúa muốn tất cả đều mặc áo của Đấng Christ? Er möchte, dass wir alle seine Gewänder tragen. Trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 2 và câu 3. In Offenbarung Kapitel 2 Vers 2 und 3. Chúa có nhắc nhở tôi một điều khi tôi đọc lại tôi cảm ơn Đức Chúa Trời. Und da erinnert mich Gott an eine Sache und ich danke Gott, als ich das gelesen habe. Lời Kinh Thánh đó viết cho hội thánh Epheso. Worte, die an die Gemeinde von Ephesus ging. Viết cho hội thánh Giêsu Centrum ngày hôm nay. Und diese Worte gelten auch heute unserer Gemeinde. Ta biết công việc của ngươi. Ich kenne deine Werke. Sự khó nhọc ngươi. Und deine Bemühungen. Sự nhịn nhục của ngươi. Und dein standhaftes Ausharren. Và ta biết ngươi không dung những kẻ ác. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Không hòa hợp với kẻ ác. Dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Và ngươi đã
thử những kẻ ác đó. Und du hast die geprüft. Những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Vì ngươi biết rõ rằng chúng nó giả dối. Und hast sie als Lügner erkannt. Khi tôi đọc điều này, tôi mới đây tôi phát hiện ra tôi cảm ơn Chúa. Und als ich das gelesen habe, durfte ich Gott dafür danken. Cái thế giới tà linh ngày hôm nay nó xâm nhập con người rất là nhiều kiểu, nhiều cách. In der Welt heute werden wir von verschiedenen Arten und Weisen angegriffen. Và Kinh Thánh dùng từ là nhiều người không biết âm mưu xảo quyệt của quỷ Satan. Und die Bibel lässt es wissen, dass viele Menschen die Listen, die Fallen des Teufels nicht kennen. Nhưng mà bởi sự chịu khổ, sự chịu nhục, sự khó nhọc vì danh Chúa. Aber zu leiden in ihm wegen seinem Namen. Chúa mở mắt cho chúng ta, những người dám làm điều đó, nhìn thấy công việc của Chúa. Öffnet Gott unsere Augen, die wir bereit sind und mutig sind, seine Werke zu tun. Nhìn thấy rõ âm mưu nham hiểm của quỷ Satan. Die Listen des Teufels deutlich zu sehen. Và nhìn thấy những kẻ mà tự xưng là sứ đồ mà không phải sứ đồ vì chúng nó nói dối. Die zu sehen und zu erkennen, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und, điều đó không dễ một chút nào, anh chị em. Das ist nicht leicht. Ngày hôm nay một người đã là những người dạy dỗ người khác, chỉ bảo người khác. Und jemand, der heute in der Position ist, andere zu belehren. Không thể nào người đó không có con mắt, không có kinh nghiệm trong cuộc sống cả. Und dieser Mensch darf oder muss dieses Auge haben oder diese Erfahrung auch haben. Đặc biệt đạo của Chúa càng phải cẩn thận hơn bội phần trong công việc nhà Chúa. Dass man vielleicht noch mehr auf sein Wort achten muss. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta nghe được tiếng của Chúa, aber wenn wir die Stimme Gottes hören, hãy chịu khổ với Chúa, dann leidet mit ihm. Hãy rèn mình trong Chúa, übt euch in ihm. Khoe làm gì khi chúng ta được ngủ ở hotel 5 sao? Was prahlen wir darüber, in einem 5-Sterne-Hotel schlafen zu können? Cái điều đó không đáng khoe, đặc biệt ở trong hội thánh Đức Chúa Trời, không đừng bao giờ khoe cái điều đó. Denn das ist es nicht wert, um darüber zu prahlen. Kinh Thánh Chúa nói đến một ngày mặt trời sẽ trở nên tối tăm. Aber die Bibel lässt es wissen, es kommt der Tag, wo es zu der Dunkelheit kommen wird. Mặt trăng sẽ tối. Wo die Sonne, der Mond dunkel sein wird. Các ngôi sao trên trời sẽ rớt xuống. Die Sterne im Himmel fallen werden. Liệu rằng Hotel 5 sao đó có rớt hay không? Und was passiert dann mit dem 5-Sterne-Hotel? Ngôi sao trên trời, Chúa nói đến một ngày nó sẽ rớt xuống, anh chị em. Wenn die Sterne im Himmel sogar fallen. Trong hội thánh Chúa, nếu ai khoe, hãy khoe mình về Chúa. Aber wer prahlt, der oder wer etwas zu erzählen hat, der redet von Jesus. Khoe mình về những sự biến đổi đời sống. Seid stolz auf die Veränderung in eurem Leben. Kinh Thánh Chúa còn nói rằng, nếu anh em có đồ ăn ngon, mặc đẹp. Wenn die Bibel lässt es wissen, wenn wir gutes Essen haben oder schöne Kleidung. Anh em ăn ngon hơn người khác, sang trọng hơn người khác. Wenn ihr besser esst als andere. Chẳng nhẽ anh em không có nhà để ăn uống hay sao? Habt ihr etwa kein Haus, wo ihr essen könnt? Mà anh em phải mang đến hội thánh Chúa để ăn, để hầu cho những người không có gì ăn họ xấu hổ. Und ihr bringt das dann in die Gemeinde Gottes, damit Menschen, die kein Essen haben, es sehen müssen? Chúa không cấm mình ăn mình uống. Gott verbietet es uns nicht, zu essen, zu trinken. Ai có điều kiện, họ làm lụng vất vả, họ có thể ăn miếng ngon hơn người khác, cái chuyện rất bình thường. Denn wer arbeitet, wer dafür leidet, der darf es auch tun. Nhưng mà đến hội thánh để khoe điều đó, hầu cho những người không có điều kiện như mình, thì Chúa cũng không khích lệ chúng ta. Aber Gott ermutigt uns dazu nicht, dass wir das dann in die Gemeinde Gottes bringen, es darüber prahlen, während andere Menschen, die nicht die Möglichkeit haben. Các đầy tớ Chúa vì sự giao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời. Denn wir wollen dient aufgrund des Himmelreichs. Heute say mê thờ phượng, say mê truyền giảng. Und vertieft zu sein in der Evangelisation, in den Aufgaben. Mà mình đến hội thánh lại cứ khoe là mình vừa đi du lịch, ăn rất ngon, ngủ rất là tuyệt vời. Und stattdessen reden wir eher davon, dass wir im Urlaub waren oder gut gegessen haben, gut geschlafen haben. Những điều đó anh em nên nói ở nhà riêng. Das kann man vielleicht in seinem privaten Haushalt erzählen. Nó không có ích lợi khi nói ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Aber es hat weniger Nutzen in der Gemeinde Gottes. Nên Kinh Thánh Chúa nói rằng, đó là những sự khôn ngoan mà Kinh Thánh nói, ai khoe mình, hãy khoe mình ở trong Chúa. Deswegen schreibt das Wort Gottes, wer stolz ist, der sei stolz auf in Gott, ihn zu kennen. Chúng ta khích lệ nhau để chúng ta sống chịu khổ vì danh Chúa. Wir wollen einander ermutigen, mit ihnen gemeinsam zu leiden. Kinh Thánh Chúa nói rằng, người nào chịu khổ, người đó sẽ dứt khỏi tội lỗi. Und wer
leidet, der wird der Sünde auch widerstehen können. Còn người nào muốn sống giàu có thì Kinh Thánh Chúa nói rằng con lạc đà chui vào lỗ kim còn dễ hơn người đó. Und wer in Reichtum leben möchte, davon lesen wir, dass der Kamel es einfacher hat, durchs Nadelöhr zu gehen. Đó là lẽ thật của Chúa ban cho chúng ta. Das ist die Wahrheit, die Gott uns lehrt. Kết thúc những bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi đọc mấy câu Kinh Thánh trong sách Khải Huyền. Und ich möchte einige Bibelverse lesen, um es heute abzuschließen. Cũng lời Chúa cho chúng ta trong sách Khải Huyền cho hội thánh Chúa Ephesus. Und es ist auch weiterhin vom Schreiben an die Gemeinde von Ephesus. Kết quả của sự chịu khổ chúng ta sẽ được lời hứa của Chúa. Durch unser Ausharren werden wir seine Verheißung empfangen. Chúa trao phần thưởng cho những người chiến thắng. Gott wird die belohnen, die siegen. Chúa trao phần thưởng cho những người nghe được tiếng của Chúa. Die seine Stimme hören. Và phần thưởng đó cũng ở trong ân điển Chúa, một sự ban cho của Chúa chứ không phải là sự bôn ba khó nhọc cố gắng của chúng ta. Und all das passiert in der Gnade Gottes und nicht durch unsere Leistung. Đặc biệt, nếu tôi có đạo đức bao nhiêu, tôi cũng không bao giờ nhận được cái phần này. Und selbst wenn ich ein gutes Leben führe, würde das auch nicht empfangen. Nhưng mà lời hứa của Chúa rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh trong câu 7. Aber sein Wort schreibt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ai có tấm lòng mềm mại, hãy nghe lời của Chúa. Wer ein weiches Herz hat, der höre die Stimme Gottes. Ai mà cứng lòng thì chắc chắn rằng không nghe được lời của Chúa. Wer hartherzig ist, der wird das Wort, sein Wort, seine Stimme nicht hören können. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong Paradies của Đức Chúa Trời. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Chúng ta là những người des Paradieses Gottes ist. Chúng ta là những người thắng. Wir sind Sieger. Chúng ta là những người ở trong Chúa Giêsu Christ. Wir sind Menschen in ihm. Chỉ vì một lẽ rằng chúng ta, Chúa ơi, con ước ao mặc lấy Chúa Giêsu Christ trên đời sống. Und wir wünschen uns, Jesus Christus anzuziehen in unser Leben. Thậm chí ngay cả những điều con chưa trọn vẹn ở trên đất này, nhưng mà con vẫn mong sự trọn vẹn. Noch nicht vollkommen sein sind oder sein werden, wo wir sehnen uns nach dieser Vollkommenheit. Và thực sự chính Chúa Giêsu là đấng sẽ mặc cho chúng ta chứ không phải chúng ta đâu. Und er selbst wird uns ankleiden mit ihm. Chính quyền năng của Chúa sẽ lột bỏ những điều tội lỗi của chúng ta. Seine Macht wird all diese Sünden unser Leben ausziehen. Chứ không phải là chúng ta. Und nicht wir selbst. Nên sự thắng đó thuộc về Chúa Giêsu là đấng đã đắc thắng. Der Sieg gehört dem, der schon gesiegt hat. Và ngày nay cho con cái của Ngài là những người mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Und es gebührt denen, die ihn heute in sein Leben anziehen. Ước ao hội thánh Chúa chúng ta tất cả chúng ta đều có tấm lòng mềm mại để nghe tiếng của Chúa. Wir wünschen uns als Gemeinde, dass wir ein Herz haben, das bereit ist, seine Stimme zu hören. Nếu Chúa bảo tại sao con không mặc áo lễ? Dass wenn Gott uns die Frage stellt, warum wir noch nicht diese Festgewänder anhaben. Tại sao con không nghe lời ta? Warum wir noch nicht seine Worte hören. Chúa tha thứ cho con. Dass wir dann sagen, Herr, vergib mir. Đôi lúc con ngủ quên. Oft habe ich verschlafen. Con không tỉnh thức. Ich war nicht wach. Tha lỗi cho con. Vergib mir. Cho con đi mặc lại. Und lass mich das neu anziehen. Chúa không từ chối những lời nài xin của chúng ta. Und Gott wird dieser Bitte nicht ablehnen. Chúa cho những người thành thật như vậy đủ cơ hội để thay đổi đời sống. Gott gibt den ehrlichen Menschen Chancen, um sich zu verändern. Chúa ơi, con hút thuốc lâu rồi. Ich habe vielleicht schon lange geraucht. Con nghiện, con khó bỏ lắm, Chúa ơi. Ich bin schon lange süchtig gewesen und ich kann schwer davon schwer ablegen. Con. Hilf mir, Gott. Hãy giúp con. Hôm nay con chưa bỏ được. Hãy giúp con. Kann ich noch nicht. Hilf mir. Chúa không từ chối những lời cầu nguyện thành thật với những con người đó. Solchen ehrlichen Gebete wird Gott nicht ablehnen. Vì người ngày hôm nay không còn hút thuốc nữa và người vẫn còn hút thuốc, vẫn còn kém cỏi, vẫn ở trong ân điển của ta mà thôi. Denn ob wir es heute noch tun oder nicht, wir leben dennoch weiterhin in der Gnade Gottes. Ta nhìn các con trong sự nhân từ và thương xót của ta. Gott schaut uns an mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte. Ta không nhìn con người nào cậy công bình riêng mà đến với ta. Und ich schaue nicht auf die, die nach ihrer eigenen Gerechtigkeit gehen. Hãy thương xót con vì con là kẻ có tội. Sei du mir barmherzig, weil ich ein Sünder bin. Và đó là những người công bình trước mặt Chúa. Und das sind die gerechten Menschen vor Gott. Đó là những con người mà đang chịu khổ với Chúa như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Das sind die Menschen, die mit ihm leiden wie ein guter Streiter Christi. Đó là những con người mà Chúa muốn mặc cho con người đó một cái áo mới. Mặc cái bản tính của Đức Chúa Trời
Und das sind die Menschen, die Gott neu kleiden möchte. Möge der Herr seinen Heiligen Geist über uns gießen. Damit wir alle die Weisheit haben und seinen Willen verstehen. Die Buße tun und mit ihm gehen diese Tage. Ich bitte euch jetzt aufzustehen, damit wir ihm danken können. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa yêu hội thánh của Chúa. Wir danken Gott, weil er seine Gemeinde liebt. Chúa yêu nên Chúa khuyên bảo. Er liebt und deswegen ermahnt er uns. Chúa yêu ngay có lúc Chúa của trách. Er liebt und deswegen spricht er zu uns. Chúa đang yêu và Chúa luôn yêu. Er liebt und er wird immer noch lieben. Hãy nhận tình yêu của Chúa một cách chân thật, anh chị em. Nehmt seine Liebe an. Nếu mà Chúa chấp vi phạm của chúng ta thì không ai đứng được trước mặt Chúa. Wenn er nur auf unsere Sünden schauen würde, dann würde keiner vor ihm bestehen können. Mỗi người mới đến Chúa sự cầu nguyện riêng tư. Những anh chị em, những người có nan đề trong cuộc sống, cầu nguyện và cầu thay cho những công việc khác nhau. Chúng ta mạnh dạn, chúng ta bước lên để nhận sự cầu nguyện thay của Thánh Chúa. Bitte jetzt jeder persönlich zum Gebet zu kommen. Wer auch ein Anliegen hat, der kann gerne nach vorne treten, um Gebet zu empfangen. Và ban hát, chúng ta hãy mở miệng ra một cách nhân từ, một cách giống như là một người có ngòi viết của văn sĩ có tài. Und lass uns dann mit der gemeinsam mit der Band Lobpreis machen. Để ca ngợi Chúa bằng không bằng miệng nhưng bằng tấm lòng con yêu Ngài. Nicht Lobpreis machen mit unseren Mündern, sondern mit unserem Herzen. Để sự thờ phượng của chúng ta là những sự thờ phượng của những người mặc áo lễ trong sự thờ phượng. Damit unser Gottesdienst, unsere Anbetung ist von Menschen, die fest seine Festgewänder angezogen haben. Hãy nghe tiếng Chúa anh chị em. Hört auf seine Stimme. Ja, mời ban hát chúng ta lập cho Ngài một ngôi vinh hiển. Bitte das Lobpreisteam jetzt einen Gnadenthron zu bauen, wo er verherrlicht ist.